Sở Quốc Bắc xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại đang là buổi chiều ngày 8 tháng 1 năm 2021 và trước mắt quý khách hàng đang theo dõi là một sản phẩm đồng hồ tứ trụ kiểu vát bằng chất liệu là gỗ hương đá Nam Phi. Và sản phẩm này thì cơ sở tôi hoàn thiện cho gia đình nhà cô Hạnh, chú Dũng ở Gia Lâm, Hà Nội. Và cô chú có yêu cầu là sản phẩm lắp phụ kiện đồng, máy điện tử, săn ly Hàn Quốc và dát vàng Đài Loan. Và thông tin chi tiết về sản phẩm nếu khách hàng nào quan tâm hoặc có nhu cầu muốn sở hữu hoặc là muốn tham khảo thì có thể dành ra một vài phút đồng hồ để cùng cơ sở tôi đi vào đường nét chi tiết của sản phẩm và sau đó thì cơ sở chúng tôi sẽ tiến hành công bố báo giá công khai để khách hàng có thể tham khảo cũng như chiêm ngưỡng. Và sản phẩm của gia đình nhà cô Hạnh chú Dũng có kích thước chiều cao là 2m27. Đó, 2m27, rộng chân bệ là 90 và sâu là 42 phân và thiết kế gồm có 8 chiếc cột là cột liền nguyên một khối có đường kính là 7 phân nhá nhá. Đó, cột liền nguyên một khối có đường kính là 7 phân và sản phẩm thì được cơ sở tôi là chọn gỗ rất là đều. Đó, chọn gỗ rất là đều nhá. Và phủ sơn trên nền sơn O7, phủ sơn màu cánh gián non và thiết kế thì gồm có hai bên hồi. Hai bên hồi thì cơ sở tôi làm là hồi liền một tấm cả nhá. Hồi liền một tấm có độ dày là 1/7 bằng chất liệu gỗ hương đá Nam Phi và sản phẩm thì lắp phụ kiện đồng, máy điện tử, săn ly Hàn Quốc và toàn bộ các cái phần số la mã đều là men sứ cao cấp cả nhá, men sứ cao cấp. Và cái phần máy thì cơ sở tôi sẽ bảo hành cho khách hàng là 2 năm sẽ đổi mới cho khách hàng nếu có lỗi do nhà sản xuất. Và toàn bộ các phần phụ kiện như là con lắc và quả tạ đều là đồng nguyên chất khách hàng nhé, đồng nguyên chất. Và sản phẩm thì được cơ sở tôi là hoàn thiện kỹ càng. Đó, hoàn thiện kỹ càng trong ngoài, đó, hoàn thiện rất là kỹ khách hàng nhé. Và chất liệu gỗ hương đá Nam Phi là một dòng gỗ quý có tính ổn định rất là cao. Tòm gỗ thì rất là mịn và chất gỗ thì cực kỳ là cứng và đanh. Và toàn bộ các phần phụ kiện là phụ kiện đồng nguyên chất khách hàng nhé, đồng nguyên chất. Đó. Và quý vị có thể ngắm nghía cái sản phẩm của gia đình nhà cô Hạnh, chú Dũng. Cô ở Long Biên, Hà Nội. Đó. Thì trước kia cô chú có về trực tiếp tại cơ sở để đặt mua 3 sản phẩm. Đó là một chiếc án gian như ý chân 14 ấy nhá. Án gian như ý chân 14 bằng chất liệu gỗ hương đá Nam Phi. Và một cặp lục bình phong thủy hàng có chiều cao là 1m7 với đường kính bụng là 50. Và một chiếc sập nằm tam diện hàng dạ trơn cổ trì liền bằng chất liệu gỗ hương đá Nam Phi có kích thước là 1m8 x 2m2. Và ngày hôm nay là một sản phẩm đồng hồ tứ trụ kiểu vát bằng chất liệu gỗ hương đá Nam Phi, sản phẩm hoàn thiện kỹ. Đó, hoàn thiện rất là kỹ và được dát vàng Đài Loan, lắp phụ kiện đồng, máy điện tử, săn ly Hàn Quốc với kích thước chiều ngang là 90, sâu là 42 phân và toàn bộ những cái đường hoa văn đó, những cái đường chỉ hoa mai cũng như là đường chỉ sen dẹo thì cơ sở tôi là đều được dát vàng Đài Loan đấy cả nhá. Dát vàng Đài Loan theo lối tân cổ điển. Và cái phong vách trung tâm là đục họa tiết hoa lan tây. Đó, đục họa tiết hoa lan tây và toàn bộ những cái đường chỉ ở hai bên sườn là đều được vắt cong cả nhá, đều được vắt cong, nó rất là đẹp. Và dát vàng thì rất là cẩn thận, tỉ mỉ. Và cái phần cột thì cơ sở tôi làm là cột liền, đó, cột liền nguyên một khối có đường kính là 7 phân cả nhá. Đường kính là 7 phân và toàn bộ các cái phần hàng rào thì được cơ sở tôi là tiện lục bình, đó, tiện lục bình và hoàn thiện rất là kỹ. Và trong phong thủy thì lục bình có ý nghĩa là đem lại sự may mắn cũng như tiền tài, tài lộc về cho gia chủ. Và sản phẩm thì được cơ sở tôi làm 100% bằng chất liệu gỗ hương đá Nam Phi và hoàn thiện rất là kỹ càng với tổng chiều cao là cao 2m27 các bạn nhá, cao 2m27. Đó, lắp mặt đồng, đó, mặt đồng. Máy điện tử săn ly Hàn Quốc. Và sản phẩm này thì cơ sở tôi sẽ bảo hành cho khách hàng là 2 năm sẽ đổi mới về phần máy nếu có lỗi do nhà sản xuất. Diện mặt nó rất là đẹp các bạn nhá. Diện mặt của sản phẩm nó cực kỳ đẹp, rất là sáng và sang trọng. Và toàn bộ các cái phần số đồng hồ đều là men sứ cao cấp, đó, men sứ cao cấp và hồi cũng là hồi liền các bạn nhá. Hồi liền tấm, đó, hồi liền tấm. Có độ dày là 1/7 và sản phẩm thì được hoàn thiện rất là kỹ và những cái đường chỉ phào đều được vát cong và dát vàng Đài Loan. Cột là bản có đường kính là 7 phân và là cột liền. Đó, cột liền. Và sản phẩm của gia đình nhà cô Hạnh, chú Dũng thì hiện tại cơ sở tôi đang chào bán công khai với giá là 18 triệu đồng cả nhá. 18 triệu đồng. Và ngoài ra thì khách hàng có thể tham khảo thêm về sản phẩm lắp phụ kiện nhôm thì cơ sở tôi đang chào bán công khai với giá là 13 triệu đồng cả nhá. 13 triệu đồng bằng chất liệu gỗ hương đá cũng như là mô đun công. Đó. Và thông tin chi tiết về sản phẩm nếu khách hàng nào quan tâm hoặc có nhu cầu muốn sở hữu thì có thể liên hệ trực tiếp với cơ sở theo hai số điện thoại đó là 0968824040 và 0868824040. Và khách hàng nào ở gần thì rất mong quý khách có thể qua trực tiếp tại cơ sở để tham quan cũng như nghiệm thu những cái sản phẩm cơ sở tôi đã hoàn thiện sẵn.
rất là đẹp cả nhá, và sản phẩm đồng hồ thì cơ sở của tôi đã bán ra ngoài thị trường rất là nhiều đó, rất là nhiều. Về và toàn bộ những cái sản phẩm mà cơ sở của tôi đưa ra mắt thị trường đều có tem mác đó, cái tem mác xuất xứ của xưởng, cũng như là hai số điện thoại để khách hàng có thể gọi điện để tư vấn về kỹ thuật, cũng như là gọi điện để đặt hàng, đó là 0968820 và 0868820. Và cơ sở của tôi thì ngụ tại chợ thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và chiếc đồng hồ được dát vàng Đài Loan, bằng chất liệu gỗ hương đá làm phi, lắp phụ kiện đồng của gia đình nhà cô Hạnh, chú Dũng. Thì hiện tại cơ sở của tôi đang chào bán công khai với giá là 18 triệu đồng. Đó, 18 triệu đồng. Và ngay sau đây thì cơ sở của tôi cũng xin phép là đóng máy quay tại đây. Và khách hàng hãy đăng ký kênh để cơ sở của tôi sẽ cập nhật những cái sản phẩm mới để khách hàng có thể tham khảo cũng như chiêm ngưỡng. Và ngay sau đây thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video clip lần sau. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.